Bà cấm con không được nói chuyện với cái giọng điệu như vậy. Nếu bà không thích thì thôi. Nhưng con ngạc nhiên, tại sao ba lại la mắng con hoài vậy? Sao ba không lo đối phó với người ngoài đi? Dành thời gian để ba suy nghĩ tìm cách đối phó với thằng gì kia kìa. Nó đang ở đây, đúng không ba? Chào anh. Những điều chúng tôi cần biết thì anh em đã cung cấp hết rồi. Tôi xin phép được gặp riêng đồng chí một chút. À được. Theo quan sát hiện trường và lời khai của một số nhân chứng, tôi có thể đưa ra nhận định ban đầu. Chắc chắn trong hạt kiểm lâm mình có nội gián. Đồng chí phải xem xét lại công tác tổ chức. Tôi hiểu. Mong các đồng chí có thông tin gì mới thông báo kịp thời cho chúng tôi. Đi đâu đây? Tôi muốn gặp thằng Ngọc. Đại ca có khách. Ai vậy? Tôi tên Tính, ở hạt kiểm lâm. Hạt kiểm lâm. Cho nó vô đi. Theo tôi. Chào ngài hạt phó. Bọn đàn em của tôi á, nó lỗ mãng ít học lắm, không biết ai là quan chức đâu. Thành ra khi vô đây cứ khai tên đàng hoàng để biết đường mà tiếp trước nữa. Tôi không có thời gian để mà bỡn cợt. Tôi phải vào đây gặp cậu là biết có vấn đề. Tôi biết ông cẩn thận mà. Gọi điện cho tôi dễ bị công an nghe lén đúng không? Và thẳng vấn đề đi. Thằng Việt nó đang ở trên này. Rồi sao? Nó đang nắm trong tay một số giấy tờ có thể gây nguy hiểm cho tôi. Ý ông là ông muốn tôi lấy lại số giấy tờ đó, hay là ông muốn lấy mạng thằng Việt? Tôi biết việc gì mà cậu chẳng làm được. Nhưng tôi tới đây không phải để nhờ cậu như một tên côn đồ đâm thuê chém mướn. Tôi chỉ muốn phân tích cho cậu biết rõ quyền lợi của cậu như thế nào. Tới giờ này thằng gì chưa dám đụng vào tôi đâu. Đối với tôi nó chỉ là thằng trẻ con lấu tấu. Cậu có biết nó đã phản ông Lợi, chú ruột của nó không? Cũng chẳng liên quan gì tới tôi hết. Mà nhìn vô mặt nó, nó cũng chẳng ra gì. Cái đầu của cậu suốt đời cũng chỉ là cái đầu của thằng Thảo Khấu. Nói như vậy mà vẫn còn chưa hiểu. Cậu nghĩ thử xem, chuyện giải thoát cho thằng Nghĩa, nếu không có tôi tiếp tay, liệu có thể mà nó thoát không? Nó mà lọt vào tay công an, chỉ trong vòng 3 ngày, cái hang ổ này sẽ bị xóa sổ. Ông muốn cái gì em cứ nói quỵt tẹt ra đi. Hiện tại thằng Việt nó muốn phá tôi, mà tôi đang là người chống lưng cho cậu. Tôi có chuyện gì thì quyền lợi của cậu cũng bị xâm phạm. Tóm lại, tôi không muốn thấy thằng Việt lớn giận trước mặt tôi nữa. Trời ơi,
thằng Ngầu nó dám làm mọi chuyện đó. Sao em ngu quá lại theo anh lên đây? Tiền bạc đâu không thấy, chỉ thấy chuyện từ khách sạn này qua khách sạn khác. Sao anh tỉnh mơ vậy? Hết pháp luật truy nã, tới xã hội đang truy lùng, chưa đủ làm anh sợ hả? Giờ phải làm sao em? Còn làm sao nữa? Mình trốn khỏi chỗ này đi anh. Vùng đất này là hang ổ của chúng mà. Bây giờ dù mình có lên rừng hay là xuống biển thì bọn chúng cũng không tha đâu. Tai mắt bọn chúng ghê lắm em à. Vậy mình phải làm gì? Hay thôi, anh muốn làm gì thì tiếp tục với bọn chúng đi. Em cũng muốn dây vào nữa. Kìa em, giờ phút này em lại tính bỏ anh đi sao hả? Mình từng sát cánh với nhau biết bao nhiêu vụ. Em cũng biết là lúc này anh đang cần em mà. Vậy mình phải làm gì hả anh? Chỉ có em, với sự thông minh của mình mới giúp được anh thôi. Là sao? Chuyện nhỏ mà, anh hai bận tâm làm gì? Từ đây đến chiều, em sẽ kêu đám đàn em lục soát khắp thành phố, chắc chắn sẽ tìm ra được nó. Khi tìm được nó thì loại thằng đó thì dễ, nhưng loại nó như thế nào để chuyện làm ăn của mình vẫn tốt đẹp mới là điều đáng phải suy nghĩ. Nó nắm trong tay rất nhiều bí mật của mình. Biết vậy em khử nó cho rồi, chẳng cần phải gửi thư nặc danh cho công an tố cáo nó làm gì. Để bây giờ nó vẫn nhởn nhơ. Đại ca, có người muốn gặp. Ai vậy? Dạ không biết. Cho nó vô đi. Ai vậy đại ca? Không biết nhưng cẩn trọng vẫn tốt hơn. Anh là Ngầu phải không? Tôi là Yến. Anh Việt nhờ tôi đến đây để trao đổi với anh. Cô là dì của thằng Việt. Là dì thì không quan trọng. Quan trọng là tôi thay mặt anh Việt để đàm phán với các anh. Vậy là thằng Việt đã sợ rút cổ, không dám xuất hiện ở đây. Phải nhờ một người phụ nữ đi thế mạng à? Tôi không nghĩ một người từng trải như anh lại đi hâm dọa phụ nữ như vậy. Vừa rồi anh chỉ nói chơi thôi phải không? Thằng Việt nó cũng biết xài người quá ta. Thôi được, anh nghe đây, đừng nói đi. Chắc anh cũng biết rồi, anh Việt trước đây là gà đẻ trứng vàng của công ty Vạn Lợi. Ông Lợi nhờ một tay anh ta mà phất lên. Người phản bội ở đây chính là ông Lợi, chứ không phải là anh Việt. Đó là chuyện của mấy người, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Có liên quan đó, tại anh không biết thôi. Những bí mật của công ty Vạn Lợi
mà anh Việt nắm trong tay có thể giúp anh kiếm ra tiền hơi bị nhiều đó. Là như vậy, bây giờ các anh có khử anh Việt cũng chẳng được lợi lộc gì. Bất quá chỉ thêm một chút thành tích về lý lịch giang hồ. Còn nếu cho anh Việt đứng vào phe của mình, các anh sẽ được nhiều thứ mà chẳng một chút nhọc công. Thằng Việt đâu? Sẽ đến hầu anh bất cứ lúc nào anh cần. Giống vợ chồng son quá. Ba. Wow, đẹp anh không? Đẹp quá vậy ta. Mà ba đi Đà Lạt lúc nào mà sao con không biết vậy? À, cái đợt mà ba đưa dì nương đi Đà Lạt tìm con Quyên đó. Vậy à, thấy bà buồn, ba mới rủ bà chụp hình cho nó vui. À, thấy không? Chào bác ba. Con. Ba. Vậy là ba với dì nương đã tìm thấy chị Quyên trên Đà Lạt hả? Có thật là bác đã tìm thấy chị Quyên trên Đà Lạt không? Chị ấy có khỏe không bác? Con Quyên khỏe, nhưng mà cổ không có chịu gì. Chị Quyên không nói gì thêm nữa hả bác? Nhìn cổ vẫn khỏe, nhưng mà thấy khác nhiều lắm, đau lòng lắm. Mà cổ không muốn gặp ai hết á. Phải rồi, trước kia chị Quyên xinh đẹp kiêu hãnh như vậy, bây giờ bị mù rồi thì còn mặt mũi nào mà gặp ai được nữa. Alo, anh Dũng hả? Khi yêu nhau ta nào hay biết, tất cả chỉ là số không. Trao cho nhau tình ân ái, mặn nồng giờ là giấc mơ. Như con sông trôi về biển lớn, tình mình giờ này quên xa. Ta yêu nhau từng giây phút, mà giờ chết ngất đau thương. Cho anh xin yêu em, yêu thêm lần nữa. Cho con tim phôi phai, đi hết lối lầm. Cho ngày mai xua tan bóng tối, cho tình yêu sẽ quay trở về. Vì cuộc đời luôn có ngày mai.